mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Mọi thứ trong cuộc đời đều có giá của nó. Được cái này thì phải mất cái kia. Muốn nhận thì phải cho. Muốn có thành công và hạnh phúc lâu bền thì phải trả giá bằng nỗ lực và cố gắng. Chẳng ai ngồi không cả ngày mà có được những thứ mình cần, mình muốn cả. Cuộc sống không có công bằng hay bất công nhất định. Người nào hiểu và thích nghi được sớm thì người đó sẽ có cuộc sống dễ chịu. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy. Suy nghĩ thế nào, cuộc sống thế ấy. Suy nghĩ tiêu cực, cuộc đời bế tắc. Lạc quan yêu đời, mọi chuyện ắt hanh thông. Có làm có hưởng, cố gắng thì mới có quả ngọt. Suốt ngày chỉ chăm chăm ghen tị với thành công của người khác thì đời mình không thể nào khá lên được. Không có gì là mãi mãi, đừng hy vọng quá nhiều, nhất là tình yêu. Cứ trân trọng nhau, cứ thương yêu nhau, nhưng giữ lại một phần cho mình, mù quáng chỉ thiệt thân. Được mất trong đời là chuyện thường tình. Có những người chỉ xuất hiện đi với bạn một đoạn đường rồi lại chia xa. Biết buông bỏ thì tâm trí sẽ thanh thản hơn. Nhẫn nại không bao giờ thiệt, hấp tấp nóng vội chỉ hỏng việc. Chưa chi thấy vấn đề đã cuốn quýt xoắn cả đít vào thì nói gì nữa. Chuyện gì cũng thế, cứ phải bình tĩnh đã, sôi hỏng bỏng không dại lắm cơ. Tổn thương là để trưởng thành. Chẳng ai khôn lớn mà không ngu ngốc vài lần. Đời sẽ có đôi lúc vùi mình bầm dập túi bụi. Ai chịu được thì người ấy đứng vững. Đứa nào yếu đuối thì sẽ chìm dần dưới bùn lầy. Quan trọng ý chí và kiên định. Dựa vào chính mình là lựa chọn khôn ngoan nhất. Bạn có thể yêu quý, tin tưởng vào ai đó, nhưng đừng phụ thuộc vào họ. Mỗi người phải tự bước đi trên con đường mình chọn. Đau khổ tự mình nếm, mệt mỏi tự mình chịu. Vấp ngã thì đứng dậy thôi. Chúng ta không thể sống cả đời để làm vừa lòng tất cả mọi người. Được ai thì tốt, mất ai thì thôi. Được tất cả sẽ mất chính bản thân mình. Đi ăn 2 triệu, tôi có thể mời vì đó là tình anh em. Nhưng bạn mượn tôi 200 ngàn thì vẫn phải trả vì đó là nhân cách của con người. Mất tiền là mất ít, mất bạn là mất nhiều, mất lòng tin là mất rất nhiều, mất ý chí vươn lên là mất tất cả. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền không phải vì họ nhiều tiền, cũng không phải vì họ ngốc, mà là bởi ở thời khắc đó họ đã cho rằng bạn quan trọng hơn tiền. Khi bạn nợ tiền một ai đó, hãy hiểu sâu sắc rằng chữ nợ ấy không chỉ đơn thuần trả sòng phẳng như tờ giấy bạc được đâu. Nhớ nhé, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, vậy nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Bước ra đời, ta phải biết, cúi đầu để tồn tại, nhưng đừng làm kẻ thất bại cho người khác giẫm lên. Đừng bao giờ xấu hổ vì nghề nghiệp của cha mẹ, bởi chính nghề nghiệp ấy đã nuôi bạn khôn lớn trưởng thành. Những sự thật phũ phàng. Mua một cái điện thoại tầm 3-4 triệu cũng phải dán mặt ốp lưng để bảo vệ, chống trầy xước. Mua một chiếc xe máy tầm 30-40 triệu cũng phải dán keo bảo vệ lớp sơn, phải sắm khóa càng, khóa chân chống, khóa điện để chống mất cấp. Mua một chiếc xe ô tô tầm 400-500 triệu thì bỏ ra cả chục triệu hàng năm để mua bảo hiểm xe rồi sợ xe trầy xước, xót xa khi xe hỏng hóc. Tuy nhiên, cơ thể của chúng ta là một cỗ máy in tiền, mỗi năm in ra rất nhiều tiền để có thể mua được vài chục cái điện thoại hay mấy cái xe máy hay xe ô tô thì lại không được bảo trì bảo vệ. Các bạn nên nhớ rằng một đời ta muôn vàn đời nó. Hãy chăm sóc sức khỏe ngay khi còn có thể. Đừng để sức khỏe từ chối khao khát và ước mơ của bạn. Cơ hội. Khi các bạn còn đang chần chừ thì người khác đã từ từ đến đích. Đừng ngồi chờ cơ hội tìm đến, hãy tự biết nhảy ra mà vồ lấy cơ hội. Đừng chờ đợi cơ hội đến, hãy là người linh hoạt, biết tự tạo cơ hội và nắm bắt cơ hội. Tuổi trẻ, thanh xuân vàng là khoảng sống tuyệt vời nhất để bạn tạo ra cơ hội. Hãy là người thông minh trong việc tạo lập, tìm kiếm và khai thác cơ hội. Khi nhắc đến tiền, tôi biết mình đang đụng chạm tới một vấn đề rất nhạy cảm. Tiền có thể không mua được tình cảm. Tuy nhiên,
người có thu nhập 5 triệu với người có thu nhập 20 triệu chắc chắn sẽ có những trải nghiệm tình yêu khác nhau. Bạn có thu nhập 5 triệu, nếu bạn cưới một người vợ có thu nhập 20 triệu, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ thấy mặc cảm về bản thân. Bạn có thu nhập 20 triệu, nếu như bạn cưới một người vợ có thu nhập 5 triệu, bạn phải gánh vác quá nhiều trọng trách trong gia đình. Trong thâm tâm bạn bắt đầu nghĩ rằng người ấy không xứng đôi vừa lứa với mình. Thu nhập, dưới nhiều góc độ khác nhau, là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tiêu chuẩn chọn người bạn đời. Hầu bao càng rủng rỉnh, bạn càng trở nên tự tin, thu hút hơn trong chuyện tình cảm. Một người không có tiền thường rất dễ nhượng bộ. Bạn thích ăn cá tầm, khi ra chợ lại chỉ mua cá chép. Bạn thích uống nước ép, khi ra hàng lại chỉ mua nước lọc. Bạn thích rất nhiều thứ, nhưng khi phải rút hầu bao, bạn quyết định, thôi, không mua những thứ đó nữa. Thật ra, chỉ khi không có tiền, bạn mới đi tự động phiên bản thân. Mặc dù không có tiền, nhưng tôi vẫn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Người giàu thì họ không phải làm cái trò tự huyễn hoặc ấy. Bạn thấy con nhà giàu có tiền, chẳng qua vì bố mẹ họ đã liều mình kiếm tiền, trải qua nhiều vất vả, sau đó để lại cho con cái. Thế có gì là không công bằng? Phải nói là rất công bằng ấy chứ. Bố mẹ chúng ta sống ổn định, an nhàn. Bố mẹ họ chấp nhận mạo hiểm kiếm tiền. Giờ chúng ta muốn họ giống mình, vậy mới gọi là không công bằng. Có người từng nói, đôi khi chúng ta nỗ lực cả đời chỉ để đạt đến một tầm cao mới, nhưng đôi khi nó lại là điểm khởi đầu của người khác. Có người phải nỗ lực siêng năng làm trăm ngàn công việc mới đến được Roma, trong khi có người lại được sinh ra ở Roma. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể sử dụng những nỗ lực của bản thân để quyết định điểm khởi đầu cho thế hệ sau. Bạn chính là vạch xuất phát của con bạn. Đây có thể là ý nghĩa mà mỗi người chúng ta phấn đấu suốt đời. Trưởng thành đúng là một quá trình đầy sự vất vả, nước mắt và nỗ lực. Đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng thất bại rất nhiều. Trong cái khoảng thời gian này, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác không có tiền, thất tình và chán nản. Lớn lên rồi mới hiểu tiền quan trọng thế nào. Suy cho cùng, nó không phải là tất cả, nhưng không có tiền chắc chắn không có gì. Có những ngày hết tiền chẳng dám đi đâu, ra đường mua gì cũng đắn đo, nâng lên đặt xuống, phải xem cái giá trước đã. Lâu lâu vung tay quá tráng hoặc sang chảnh một bữa thì cuối tháng chỉ cơm cháo qua ngày. Chuyện tình cảm cũng chả đâu vào đâu khi mà tiền nhà, tiền ăn còn chưa lo nổi, thì thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Rồi một là bỏ lỡ, hai là gian dở. Mình chưa có tương lai, lấy gì hứa hẹn với người ta. Chuyện tình cảm chẳng êm ấm gì, có tuổi rồi, lại ngại bắt đầu, ngại làm quen. Tuổi trẻ là vậy, chưa có gì trong tay, sự nghiệp không, tiền bạc không, tình cảm trắc trở và đầy rẫy những nỗi buồn không tên khác. Nhiều đêm thức khuya chỉ trực khóc mà không lên tiếng, vì đôi vai đã quá mệt mỏi, vì cô đơn, vì nhớ nhà, vì ấm ức nhiều điều lắm. May mắn là tuổi trẻ của tôi và bạn hay bất kỳ ai đều sẽ có lúc như vậy. Khó khăn và khốn khổ lắm, nhưng rồi chúng ta sẽ ổn thôi, như cách những người đi trước rồi già đi. Còn trẻ, đừng ngại vất vả và cố gắng. Quả ngọt phải là quả chín, chọn an nhàn ở cái tuổi còn chịu đựng được nhiều nữa, sau này không thể mong an yên. Thả lỏng giữa dòng đời. Những người biết bơi đều hiểu rằng khi thả lỏng hoàn toàn, cơ thể sẽ nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Nhiều người không biết bơi, càng quẫy đạp, càng hoảng loạn thì càng mau chìm. Giữa dòng đời, đa phần đang đấu tranh, vật lộn, không nhiều người thả lỏng tự do. Dòng đời cũng tương tự như dòng nước, thả lỏng thì nó nâng đỡ, vật lộn thì nó vùi dập. Khi thả lỏng, chúng ta hành động mà không mưu cầu kết quả, hành động chỉ đơn thuần là hành động. Khi thả lỏng, chúng ta sở hữu mà không lo lắng chuyện níu giữ còn mất. Sở hữu vì đơn giản là nó có bên cạnh, một cách phù hợp, có mà như không. Khi bạn vật lộn với đời sống, hầu hết là bạn ở trong bất an, lo sợ. Bạn nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Bạn mang thái độ phòng, chống từ đồng loại cho đến các hiện tượng thiên nhiên. Bạn chống nắng và chống gió nữa,
bạn chống luôn cả thời gian tuổi tác. Sự sống này sẽ là sự chết khi mọi thứ rõ ràng mười mươi như đinh đóng cột rằng bạn là A và sẽ mãi là A. Sự sống là sự sống khi nó hiện lên một cách bất toàn, vô định, vô tận, khó lường. Bạn không cần phải biết đời này sẽ thở bao nhiêu không khí. Cứ thở đi. Nó vô tận và miễn phí. Không chỉ là thở bằng mũi đâu, bạn còn hô hấp qua da nữa. Mỗi lỗ chân lông là một lỗ mũi. Sống với thiên nhiên, bạn không cần tính toán ngày mai ăn gì. Nếu bạn đói, bạn sẽ có thứ để bỏ vào miệng. Phần lớn trong thiên nhiên là ăn được. Cũng như phần lớn khí trong thiên nhiên là thở được. Ngoại trừ việc bạn đi vào phòng kín và nhốt mình trong đó. Hôm qua bạn có thể là ai, là gì, là một danh hiệu nào đó. Ngày mai có thể nó đã khác xa. Chúng ta luôn chuyển hóa trong từng tế bào. Sống có mục tiêu, có hành động, nhưng hãy tự do ngay cả với mục tiêu và kết quả. Tự do hoàn toàn, thả lỏng hoàn toàn, và bạn không bao giờ bị nhấn chìm. Tôi sẽ ngừng than vãn. 1. Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà che đầu và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% nhân loại trên thế giới này. 2. Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới. 3. Nếu sáng nay bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút, thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này. 4. Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đối khác, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới này. 5. Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau, thì so với thế giới, trường hợp của bạn không nhiều đâu. 6. Và cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này, thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới, chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả. Hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn, bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn. Cái tôi, bỏ dấu ô thì là tôi, thêm dấu sắc là tối, thêm dấu huyền là tội, thêm dấu nặng là tội. Bởi thế nên, nếu ta không biết mình là ai thì tôi, nếu ta không chịu hạ mình học hỏi thì tối, nếu ta không giúp người lúc khó khăn thì tội, nếu ta không làm điều đúng đắn thì tội lỗi. Kiểu gì cũng phải quản lý thật tốt cái tôi của mình, rồi mọi sự tự khắc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cuộc sống không cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước, nhưng cuộc sống cho bạn quyền được lựa chọn ước mơ và quyền được thực hiện nó. Có một ông nhà giàu nọ đi dạo phố, tình cờ gặp một cậu bé đánh giày. Sau một hồi hàn huyên, ông nhà giàu hỏi đứa bé đánh giày: "Nếu bây giờ có một túi tiền và một túi đạo đức, cháu nhặt túi nào?" "Dạ, cháu sẽ nhặt túi tiền ạ." Ông nhà giàu ra vẻ thất vọng: "Nếu là tôi sẽ nhặt túi đạo đức." "Cũng tùy ạ, cháu nghĩ ai thiếu gì nhặt đấy." Đứa bé đáp.